đó là giám đốc Thiên Sang. Ông ấy là người lên kế hoạch sản phẩm vì mới đấy. Ông ấy đúng là giỏi. Ông ấy luôn sẵn sàng để trả thù công ty thực phẩm hàng đầu vì đã sa thải ông ấy. Lần này thì ông ấy hạ phục hoàn toàn công ty đó rồi. Con nghe anh Sơn Hôn nói là Nhân Định sẽ tìm mẹ giúp cho Tam Linh. Giờ phải làm sao đây? Vị trí tổng giám đốc của nó cũng đang gặp nguy hiểm, sao nó phải phí thời gian vào việc tìm mẹ cho Tam Linh và với những điều vô bổ như vậy chứ? Con cũng đã cảnh báo anh ấy về việc này, nhưng anh ấy vẫn muốn làm như vậy. Bây giờ anh ấy cứ như là đang trượt qua các ngón tay con. Con không thể nắm giữ được nên rất lo lắng. Cô không vào được đâu. Có chuyện gì vậy? Tôi đến đây vì có chuyện muốn nói với giám đốc. Cậu ra ngoài đi. Vậy mẹ nói chuyện đi, con xin phép đi về trước.